chỉ cần thiết như các giỏ sách trong tay các quý thầy cô chúng ta thôi. Ở đây hành lý tụi em sẽ cho lên một chiếc xe chạy thẳng về khách sạn chúng ta đi bộ vào khách sạn khoảng 400 mét chúng ta đi bộ, còn quý thầy cô mỏi chúng ta không muốn đi bộ chúng ta có thể đi xe.